Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lòng Bồ Tát như lòng mẹ thương con. Quý vị thiện tín, quý vị thử nghĩ xem, làm Bồ Tát khó hay không khó? Bồ Tát sống trong cảnh giới thần thông, xả thân mình, lấy ra thịt xương tủy của mình để làm của nội tài bố thí, cùng lấy thành trì, vợ con, các đồ bảy báu để làm ngoại tài bố thí, thì như vậy chẳng phải là việc dễ làm. Không nói rằng người đời coi chuyện chia sẻ tiền của cũng khó khăn, chẳng khác cắt da thịt của mình. Đằng này, Bồ Tát lại còn tự nguyện xả thân mình, cam tâm làm nô bộc cho người khác. Cái đó mới thật là khó. Nếu bất cứ ở đâu, chúng ta cũng không chiếm phần lợi về cho mình. Mọi hành vi cử chỉ đều phát ra lòng từ bi, không phải từ các tâm tham sân si, mà hoàn toàn vì lợi ích của người khác, thì đó là việc làm của các Bồ Tát sống. Cái này chẳng phải là dễ dàng hay sao? Nhưng việc dễ như vậy mà có một số không muốn làm, việc khó càng không muốn làm. Quý vị nghĩ xem, Bồ Tát có đáng thương hay không? Các ngài phát trăm ngàn vạn lời nguyện lớn, xả hết các căn lành, đầu, mắt, não, tủy, để hoàn toàn hồi hướng cho các chúng sinh, từng ngày từng khắc đều mong mỏi chúng ta nhận được lợi ích hồi hướng đó để thành Phật thành Thánh. Vậy mà chúng ta vẫn còn thản nhiên vui hưởng trong nhà lửa tam giới, trong biển khổ thế gian, vậy thì quý vị thấy Bồ Tát có đáng thương hay không? Tuy nhiên, Bồ Tát vẫn quyết tâm không thoái chí, vẫn làm việc cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đem sinh mạng và tài sản bố thí cho chúng sinh, mang công đức căn lành để hồi hướng đến chúng sinh, với hy vọng chúng sinh được thành Phật, thành Thánh, thành Tổ. Quý vị, nếu quý vị đã từng làm mẹ thì có thể hội được lòng dạ của Bồ Tát, cũng giống như sự ân cần, tha thiết và tế nhị của các bà mẹ khi chiều lòng con cái. Ai làm mẹ cũng chẳng quản thân mình yếu ớt, khi phải lo cho con cái vẫn hết lòng hết sức quyết dấn thân vì lợi ích của con mình. Trong thời kỳ thai nghén, người mẹ đã bắt đầu tính toán xây mộng về đứa con tương lai với mọi điều tốt đẹp. Nào là nó sẽ được đủ vẻ thông minh tài trí hơn người, nào là nó sẽ làm cho vẻ vang dòng họ tổ tiên vượt lên trên cả trăm vạn người khác. Đến khi đứa bé ra chào đời, nghe thấy tiếng khóc oe oe đầu tiên của nó, rồi thấy được mặt mũi nó bé nhỏ, đỏ hỏn, thì ngay trong cái sát na đau đớn phải chống trả trước sự hiểm nghèo, Phật tử nhất sinh, chỉ một tiếng khóc đó đã có thể xóa hết biết bao nhiêu hình ảnh gian khổ của người mẹ trong khoảng thời gian 10 tháng mang thai. Sau đó, ngày tháng đắp đổi, 3 năm bú mớm, bồng bế chăm chút, sợ con khó nuôi mới cầu thần bái Phật, đốt hương thỉnh nguyện. Cầu cho nó không nạn không đau, mong nó sớm thành người. Tới lúc con trưởng thành, đứa con nào không phụ lòng cha mẹ thì một nhà hoan hỉ. Tuy nhiên cũng có đứa ngỗ nghịch bất hiếu, phạm thượng, hành hung tôn trưởng, gian tả, phạm pháp để lụy cho cha mẹ. Ấy vậy mà, làm mẹ thì lúc nào cũng thương con, không thất vọng vì con, vẫn cứ coi con mình là hay, không thua con nhà khác. Quý vị, lòng người mẹ như vậy đó, lòng thương của Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống như vậy. Phật nói ơn cha mẹ khó đền đáp, vậy ơn của Bồ Tát đối với chúng ta làm sao có thể báo đáp trong muôn một. Mỗi người trong chúng ta cũng phải từng giờ từng khắc ghi nhớ hai tầng ân đức này. Bất cứ kẻ tại gia hay xuất gia phải biết học tập từ bi làm đầu và đối xử với người bằng tâm khoan hậu. Nếu các điều căn bản này mà không làm được thì sợ rằng trên đạo lộ Bồ Đề không ai thấy vết chân của quý vị. Ha ha ha, 问什么的说